tai rồi nha bạn cưng. Còn cái tai của em, cái tai phone đâu, em phải nói to nha, không là không nghe đâu. Em cho chị ly nước quá. Nhi, cho chị ly nước. Rồi mọi người vô lại like giúp em nha, nhớ chia sẻ lại cho em nha. Lúc nãy bị em sửa được máy tính rồi. Rồi được rồi. Đang vào like thì lại bị tắt ra. Hello mọi người. Chia sẻ lại cho em nha. Để ghim bài đã. Khách nào chưa chia sẻ săn hàng sale của em nhớ cộng thêm giúp em 10.000 cho một sản phẩm nha. Rồi, cái đơn lúc nãy dây chuyền á là chốt cho bạn Lan Hương rồi nha. Lát nữa em ghi tay đơn nó riêng ra, bây giờ em in lại bằng máy mà. Cài đặt lại được máy rồi nha. Ai? Đi rượu à, xỉn luôn. Nhớ nhắc chị cái mấy cái chỗ góc đó nữa chứ không chịu quên đó. Chị ở Châu gì đang like mà Châu. Để khách vô đông một xíu đâu, em khui hàng bom tiếp nha. Nhớ chia sẻ cho em mọi người nhé. Cho em xin một lượt chia sẻ nè. Trời ơi, cả tháng hơn rồi giờ mới vào like lại nè. Mới nhận được túi đẹp xuất sắc chị ơi. Cảm ơn em nhiều nha. À tinh dầu. Còn mấy chai. Bỏ ra chữa. Chị không để ở dưới đó có chữ mùi quốc dương. Có 2 mùi hả? 3 hả? Em đọc tiếng Việt đi. Đâu không hiểu đâu. Thôi bắt đầu vô luôn đi. Để bạn nào vào sau thì săn sau nha. Trời ơi cái bài này hôm bữa đã săn hàng sale đã rẻ rồi. Size 37 cho em. Cái size này anh ghi chữ 38 nhưng mà form này nhỏ là 37 nè. 30.000 luôn cho em bằng 37. Lên cho em mã dép hoa 37 30k cho em nhé. Săn sale nhà em thì chỉ có rẻ thôi. Nào nhớ chia sẻ cho em những bạn nào mà chưa chia sẻ máy em sẽ nói là chưa chia sẻ tự động. Ví dụ như 30.000 em sẽ cộng là 40.000 cộng xíu cho mọi người nha. Nhớ là chia sẻ trước khi chốt đơn. Nếu mà chia sẻ sau chốt đơn là bạn tính cho mọi người nhé. Đây lên cho em mã dép hoa đá. Dép hoa đá kèm số điện thoại địa chỉ cho em nè. Dép hoa đó đá kèm số điện thoại địa chỉ 30.000 cho em sao 37. Dép 30 cho Uyên Thanh nè. Chán, chán mấy nàng quá à. Sụp 40.000 cho em sao 35. Ơ quên nhầm. Sandal Prada cho em. Lên cho em mã sandal trắng. Lên giúp em mã này là mã sandal trắng. Đó mấy chị thấy rõ không nào? Sandal trắng 40k cho em sao 35 nhé. Bon quá trời bon. Em chị quăng ra mở bình tĩnh ra chị. Cái này là gì biết không cần. Cái này em có chốt chốt như vậy. Sandal trắng 40 cho Uyên Trần. Trời hay á. Một cái hàng mà bên em gói nè. Rất là kỳ công kỹ luôn á. Mà nở lòng nào mà bông hàng được vậy trời. Hàng bom gì lắm luôn. Em phải xả hết cái đống bom này đã rồi em mới qua hàng mới em like được nha. Hàng này dầu gội. Giáp hết rồi mọi người ơi. Hàng săn sale like thì mỗi mẫu em vô lên chỉ có một sản phẩm thôi nhé. Một đôi thôi nhé. Đây là một chai gội và một chai xả. Rồi gói kỹ quá. Anh cho chị cái cọc ở trong đi. Gói rất là kỹ luôn. Đây là sẽ có một cặp. Dạ em đang like ạ. Một cặp như này là một chai bột gội, một chai xả nha mấy chị nha.
Em sale trên like cặp này là sẽ hàng bao là 140 nha. 140 là một cặp như thế này. 750ml. Đó, lên cho đơn cho em là dầu gội cộng xả 140k, gội cộng xả 140k cho em. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ. Đôi giá của chị. Đôi giá chị là bao nhiêu đó em? Chị cầm ơi, cho em số điện thoại nha chị ơi. Đôi giá đó của chị bao nhiêu em? Coi coi giá lẻ chị với. Nếu chị đậu chân khả hơn một cặp gồi. 34 là tính chị 29 nha. Kênh Hùng Thốn chị 201. Đây em, cầm tiền luôn nè. Đưa 2 triệu chứ. Ok ok, chị nghe rồi. Chị Quỳnh An cho em số điện thoại nha chị ơi. Quỳnh An chốt đơn lên chị số điện thoại em ơi. Trời ơi, nàng này mà chốt được cái này mà bom. Ví Gucci. Bữa có còn sót được 1-2 cái thôi mà dành nhau. Em ý là em bớt rồi chị á. Chúc chị Quỳnh An một cặp rồi ạ. Mà ví Gucci cho em 80k cho em nhé. Full hộp luôn. Full hộp Gucci 80k cho em nhé. Đây chỉ có hàng bo em mới xả rẻ vậy thôi. Xả cho nhẹ vía nha. Em mở bên trong em chị xem. Ở shop đang bán giá lẻ với cái em này là với giá là 230. 80k cho em đây cho em mã ví Gucci cho em 80k. Chúc chị Kim Hiền ví Gucci ạ. Dạ, bye bye chị nha. Vì em hết đó chị ơi. Lên cho em mã sụp nâu size 35 50.000 cho em. Sụp nâu size 35 50k cho em ạ. 50k sụp nâu size 35 50k cho em nhé. Kem body trời ơi. Vui ra luôn. Hộp này sale cho mấy chị 100. Đây, cái body sale luôn cho mấy chị là 290, sale cho mấy chị là 140 nha. Không bết không rít không lộ băng kem cho em. Không bết không rít không lộ băng kem, không dính quần áo. Được chưa nào? Số sụp nâu 50 ạ. Đây, không bết không rít không lộ băng kem nhá. Thoa tới đâu là thoa tới đó luôn. Lên cho em mã kem body 380g 140k. Em thấy chưa? Mua hơi bị nhanh đó. Chốt chị Su Su một kem body. Chốt chị Đặng thì Mộng Tuyết một kem. Sụp nâu em hết nha chị ơi. Sụp nâu hết rồi em ơi. Em coi những khách nào mà chưa chia sẻ nó lại cộng thêm 10k nhé. Bom nhiều quá đi. Giờ không lẽ không đọc, không phải đọc tên lên. Không lẽ giờ đọc tên lên. Rồi Sandan 340. Xem 140 luôn cho em. Sandan trắng 140k size 7. Sandan trắng 140k size 7, hàng Quảng Châu full box cho em nhé. 140k size 7. Đây. Em đang bán lẻ ở shop luôn này với giá là 340.000. Để mấy chị nhìn đế cho em nè. Lên cho em mã Sandan trắng size 7 cho em 140. Số ơi. Số ơi. Anh ơi. Hồng ơi. Em nói chị Sương với chị Ánh lên chị. Cứ kêu đi, cứ gọi lên chị. Anh kêu chị Sương với Ánh ấy mấy đứa nhỏ xuống dưới là cho ra ngoài rồi em với em đang live mà chạy ồn thì sao live. Cho chị Trần Hiền một xanh đen trắng 37 à. Em bỏ xuống. Cục là sandal luôn ạ. Cái này cũng là sandal hết luôn rồi sao? Dạ. Giờ để em bóc bóc cho chị hai hộp đi. Sandal trắng. Có mà em chốt đúng không? Con này
cũng 37 luôn con ơi. Xanh anh trắng 37, xanh anh trắng 37 còn một đôi nữa nè, 140k luôn. Xanh anh trắng 37, 140k nha mấy chị nhé. Lên cho em mã xanh anh trắng 37, 140k. Chị Võ Thị Thơ à? Cho nó ra phía ngoài vậy. Cho chị cái đôi lên mã đây đi em. Dép màu xanh. Lát nữa em khui hàng mở ra một lượt luôn, lúc đầu là like nhé. Size 37, lên cho em mã dép xanh size 37 nè. Giá bán lẻ của em đôi này là 290, sale cho mấy chị là 80k cho em. Size 37, lên cho em mã dép xanh 80k. Hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị nha. Đế nè, đế lên nhẹ cho em một phần rất là dễ đi nha. Lên cho em mã dép xanh size 37. Mã dép xanh size 37 80k cho em nhé. Đứa này vậy? Em đưa ra cho. Em đưa máy qua để cần chỉnh loa. Lên một mắt. Dép xanh 37 với chị Ngôn Tâm. Lên em, lên một mắt này. Hồng. Hồng, hồng có sai luôn chị luôn. Mã màu hồng, đứa này còn màu hồng nè. Size 37 với 35. 37 35 cho em 80k luôn. Mã màu hồng, size 37 với 35 80k cho em mấy chị nhé. 37 với 35 80k cho em. Mã màu hồng. Hai đôi xanh em hết đi chị ơi. Xanh hết qua mã hồng nha mấy chị ơi. Cho chị đôi dép kẹp hồng. Ờ đôi vô. Ở bên dưới đúng rồi. Một đôi 39 duy nhất. Một đôi duy nhất xả cho mấy chị 75.000 luôn, size 39 nha. Size 39. Dior màu nâu size 39 lên cho em mã đây là mã dép nâu. 35 hả? 135 và 39 75k cho em nhé. Bán lẻ của mình là 280 đúng không? 75k màu nâu lên cho em mã dép nâu 75k. Size 35 và 39 nha. Dép nâu 39 cho chị nhà Lê Thị Thanh. Còn đôi 35. Còn một đôi 35 nữa là hết nè. Không mã nó khác. Màu hồng. Đúng rồi. Giờ đôi đó luôn. Dép nâu. Cho chị đôi sụp màu đen bên trong. Dép là còn một đôi sụp ở sau. Dép nâu 35 với chị Nguyễn Thảo. Đây lên cho em mã ZCD. ZCD 80k cho em size 38 luôn. 80k size 38 ZCD cho em nhé. ZCD size 38 80k cho em ạ. Dép hồng 35 cho chị Mai Uyên. Size 36 36 vậy hả? Em còn đúng 2 đôi size 36 7 nè. 70k luôn cho em. 36 và 37 70k quá rẻ luôn. Thật sự hôm nay trên live là xả là khách mà săn được hàng bom nhà em là rẻ lắm luôn á. 36 và 37 70k lên cho em mã sụt đen. Gót nhẹ lên cho em 3 phân rất là dễ đi nha. Gót lên 3 phân rất là dễ đi. Lên cho em mã sụt đen 36 và 37. Chiếc CD 38 với chị Nhàn Lê Thị Thanh. 70k nha, đôi này chỉ có 70k thôi. Cho chị đôi sụt màu nâu bên cạnh luôn. Đúng. Em lên cho chị đôi gót đá trong á. Có 36 luôn nha. Đây là đôi này hàng xịn nè. Đôi này đang bán lẻ là 34 nè. Còn sót một đôi 38. 340 còn một đôi, xả 100k. 100k cho em. Lên cho em mã này mã sụt nu nha. Sụt nu 100k cho em size 38. Một đôi duy nhất thôi. Đế nè, gót lên nhẹ cho em 2 phân. Sụt 36 chị Lê Bích Phương. Sụt nu mấy chị comment cho em đúng mã nha. Đúng mã giống em nói nha. Sụt nu size 38 100k. Sụt đen 70 size 37 chị Hương Kim. Tính tiền con này bao nhiêu em? Góc này có sai chị bé. 35 và 37. 35 và 37 em còn đúng 2 đôi. 35 và 37 xả cho chị 120 luôn. Đó 380 sale 120k quá rẻ luôn. Lên cho em mã này mã góc bạc cho em nhé. Góc bạc xa 35 37. 35 và 37 cho em nè 120k. Góc này 5 phân. Góc 5 phân nha mấy chị nha. 5 phân hay 7 phân đây. 5 phân á. Sụp nô 38 cho Mỹ Duyên. Góp bạc cho em 5 phân sau 35 và 37 120k. Hàng nào mà bị lỗi là em sẽ báo nha. Còn đây là tất cả là hàng mới, hàng lẻ sai em sale thôi ạ.
Sơn đang nghe chân luôn cô xì. Đúng, bên cạnh luôn, đúng rồi. Một đô duy nhất 120k 138. Vô xì, gót 5 phân cho em. Gót dẹp 5 phân là rất là dễ đi nha. Lên cho em mã gót nâu, sandal nâu. Lên cho em mã sandal nâu đi. Sandal nâu 638, 120k nhé. Đó, chắc da nè. Rất là đẹp luôn. Sandal nâu. Đây còn màu nu. Đôi trang vậy luôn, còn màu nu size 39. Sau 9 đôi này xem 100k cho mấy chị nha. 39 100k màu nu. Lên cho em sandal nu 100k. Sau 39. Mấy chị để ý và nghe rõ size giúp em nha. Chứ không là lúc sau báo là chốt size nhầm sai lộn là bên em là đã hàng sale là đã chốt rồi, bên em không hủy không đổi nha mấy chị nhé. Trừ khi mà bị lỗi khui hàng ra quay video lại, trừ khi mà nhân viên em kiểm tra mà có không kỹ bị lỗi thì em sẽ hoàn tiền hoặc là đổi lại cho mấy chị nhé. Cho chị đuôi dust màu trắng luôn. Đúng rồi. Cho chị đôi mấy đôi big gót bên trong đi. Búp bê caro nè. Sandal trắng 638 100k luôn cho em. Sandal trắng 638 100k. Trời ơi, hàng đẹp xuất sắc. Chỉ có là lẻ size mới sale thôi nha. Lẻ size mới sale lỗ kiểu này thôi. Đó, đôi búp bê caro nè. Nguyên vàng búp bê đi chị đi. Rồi đúng rồi, cho 3 mẫu đi. Sandal trắng cho em nhé. 100k 638. Nãy đang mở nhạc ở bên nào á? Đang mở nhạc bên nào? Ê chị Nhi ơi. À thả tim vậy. Size 39 caro nâu cho em, size 39 80k cho em nhé. 80k. Caro nâu, bệt caro nâu cho em 80k. Rất là êm luôn, bên trong lót da nè. Siêu êm luôn nhé. Caro nâu 80k size 39 cho em nhé. Sẽ đánh trắng 38 với chị Jinia ra. Caro đen size 38 và xếp lại giống bữa thôi, cứ số thứ tự thôi, xếp dọc xuống thôi. Size 38 caro đen lên cho em 80k luôn. Caro đen góc một phân cho em. 80k luôn cho em nhé, caro đen. Chị bảo sai rồi. Cho chị mã sau lưng em đi. Gót đen nè, dép đen á, đúng rồi. Có sai chị luôn. Cảm ơn Mỹ Hạnh nha. 37-38 hả? Mã dép gót đen sao 37-38. Gót đen sao 37-38. 80k cho em nhé. 80k nè. Đó, đồ này đi siêu tôn dáng luôn, 9 phân nha. Rất là xinh luôn. Dễ mặc đồ nữa, dễ biết đồ lắm. Đồ này mặc váy nè, mặc mang quần tây hay là quần jean gì đều được hết nha. Lên cho em mã dép gót đen size 738 80k cho em nhé. Cần đi kịp caro đen 38 với chị Tuyết Vân. Đồ này chưa đúng không? Chị đồ dép màu xanh bơ. Mặc màu này ở ngoài là màu xanh bơ. Trời ơi đúng rồi, màu này đẹp lắm luôn á. Size 39. Size 39 nè, còn một đôi 100k luôn. Màu ở ngoài nhẹ hơn ở trên lan tí xíu nha. Ở trên hơi phản màu xanh xíu. Đây, lên cho em mã dép xanh bơ qua nhún. Dép xanh bơ cho em 100k size 39. 38 mang được nha, 38, 39 là mang được hết. Xinh ghê. Lên cho em mã dép xanh bơ nhé. Biết góc đỏ em. Dior xanh nó không còn một đôi đúng không? Dép xanh bơ 100 cho chị Hân nhả. Em cứ ưu tiên ai có số điện thoại địa chỉ cho em chút. Lên cho em mã này dép Dior màu xanh. Dép Dior xanh. Mã này màu xanh lá nha mấy chị nhé. Đó, ở trên line màu xanh ở ngoài vậy luôn nha. Lên cho em mã dép Dior xanh 100k size 38. 100k size 38 cho em nhé. Dép Dior xanh 100k size 38 cho em ạ. Hấp 10 nhẹ có đơn rồi nha chị ơi. Tôi xin anh đâu. Dior xanh cho Mỹ Duyên. Đôi này xinh lắm nè. Cái này có một đôi được hả em? Dạ. Một đôi 36 120k. Giá bán lẻ của em là 280, hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Trời ơi, đôi này mang bền lắm luôn á. Nhìn đế là toàn là bộ là đế đúc nè. 120k size 36 cho em nhé. Size 36 cho em 120k. Lên cho em rọ nâu. Lên cho em mã này là mã rọ nâu 120k size 36. Nu luôn. Ừ. Lên một nách đi. Size 38. Đôi này nhìn nhẹ nhàng, mặc váy rất là xinh luôn.
sandal Chanel kem. Lên cho em mã sandal Chanel kem nè. Đó, 100k size 38. Còn đúng một đôi nhất thôi, 100k size 38 nha. Đôi rõ nâu cho chị Roro. Nhớ nha, những bạn nào mà chưa chia sẻ. Đó, Roro là chưa chia sẻ nè, rõ nâu là 120, chị sẽ là tổng đơn là 130 cộng ship nha. Những bạn nào mà chưa chia sẻ là bên máy tính em báo hết á. Xe đăng kim với chị Kim Hiền. Đôi xanh, đôi này xinh nè. Những bạn nào mà chưa chia sẻ cộng thêm giúp em 10.000 cho một sản phẩm nha. Nhớ là chia sẻ trước khi chốt đơn, còn sau khi chốt đơn là em sẽ không tính đâu nhé. Máy em sẽ báo chứ là mấy bạn chia sẻ lúc nào á. Đây, trời ơi đôi này xinh quá. Đơn giản nè, sao 39 100k luôn cho em. Sandanu, Sandanu trơn. Lên cho em mã Sandanu trơn nè. 100k sao 39, gót lên cho em 2-3 phân thôi. Xinh lắm luôn. Sụp của chị luôn. Đúng rồi. Size 39. Nó còn một đôi nữa em. Sụp lụa. Đây chắc của nó là chắc lụa. Lụa nha mấy chị nhá. Khóa rất là xinh luôn nè. Size 39 còn một đôi nhất thôi. Lên cho em mã sụp lụa kem. 80k cho em. Sụp lụa kem 5 phân nè. 80k cho em. 38-39 nè. Rồi còn 2 đôi. Ủa, đôi 39 luôn à? Sao 39 luôn? Rồi em còn 2 đôi 39 nha, 80k sụp lụa kem 39 80k. Tôi chuẩn bị 38 em hết nha chị ơi. 35 nè. Không móc những kệ xuống à. Bệt caro đen nè, còn một đôi 38 nè. Bệt caro đen còn một đôi 38 là 80k luôn cho em nhé. 38 80k nè. Sụp lụa 39 nha chị Đậu Trần Thả Hơn. Tôi chị đôi dép hồng luôn. Sụp lụa 39 nha chị Khánh Huyền. Gót mica đá 260. Xe cho mấy chị 100k luôn. Trời ơi đôi này xinh không. Gót rất là độc lạ luôn nha. Xinh cực kỳ. Nè quai đá nè 100k thôi. Bạn nào mà săn được đôi này hơi bị xinh luôn. Size 39 cho em màu hồng. Dép đá hồng. Lên cho em mã dép đá hồng 5 phân. Dép đá hồng 100k size 39. 38 ăn được nhá. Mã này 38 ăn được nè. Đúng. Trời ơi đôi này xinh quá. Đó, gót này là 7 phân nha mấy chị nha. Size 39 luôn. Nay toàn size lớn vậy ta, nãy giờ bóp toàn size lớn ha. Size 39 luôn. Gót lên nhà cho em 7 phân, đôi này size cho mấy chị 120 thôi. Dép đá hồng 120. 320, size còn 120. Trời đôi này xinh lắm luôn, chắc da đẹp nè, đá cũng xinh nè. Mặc đồ gì cũng được luôn á, mix rất là dễ luôn. Lên cho em mã này là mã bit gót nu. Bít gót nu 7 phân cho em 120 size 39 luôn. Này chắc cũng size 39 quá. Size 38. 38 cho em nè. Đây nè, trời chắc da rất là đẹp luôn. Màu nâu cho em á chị nha, đôi này là màu nâu. Bít gót nâu cho em 120 luôn, size 38. Bít gót nâu 120 size 38 nhé. Sụp luôn, cho chị nó sụp màu nâu. Bít gót nâu cho chị Huyền Trang. Gót nâu hay nâu để nha. Giúp đá hồng em. Trời đôi này hàng Quảng Châu nè, 340 nè. Đôi này là sale cho mấy chị 120 luôn. 340 sale 120 này, hàng Quảng Châu nè, rất là êm mềm dẻo luôn. Chất liệu da nè, da nguyên miếng da thật nha mấy chị nha. Da nguyên miếng da thật nè, rất là đẹp luôn. Size 35. Size 35 120 lên cho em mã này là mã sụp Quảng Châu đi. Sụp Quảng Châu 120 size 35. Rồi nãy giờ mới lọc được 35, đôi đó mai 36 mang được nha. Đôi này cũng là sụp Quảng Châu nè. Nó rất là êm mềm dẻo luôn. Size 38. 38, 38, 39 mang được đôi này cho em nhé. Lên cho em mã sụp xanh 120 luôn. Sụp xanh 120 luôn cho em nhé. Qua chéo, xanh đan chéo trắng. Đúng rồi. Chị Lê Huyền chưa có đơn nha chị ơi. Các chị nghe rõ nhân viên em chốt đơn không? Biết góc nào có chưa? Chốt hết chưa? Hết rồi, nãy giờ em lên mã nào là hết mã đó rồi. Mấy chị tranh thủ để sẵn số điện thoại hoặc ra ghi sẵn đi nha. Xong rồi chốt là lên kèm mã thôi. Xanh đanh trắng cho em 5 phân nè. Size gì em? 37-38. 37-38 nha, 140k. 140k, 320 em xe còn 140 nè. Ôi đôi này xinh lắm luôn á. Nhẹ nhàng gót 3 phân cho em thôi. Qua tít màu trắng nè. Biết rất là xinh luôn. Xanh đanh trắng. Lên cho em mã xanh đanh trắng 37-38 cho em nhé. Xanh đan trắng 37-38, 140 nha.
Em có thấy, chị có thấy tin nhắn của em nha. Sao đánh trắng 38 chị? Những bạn nào mà comment mà không thấy nhảy trước á, có nghĩa là do bị đụng nhiều comment quá, mấy chị cho em thêm vài cái icon lại bên ở sau là sẽ nhảy comment của mình lên trước á. Cho chị giúp xanh đi. Chị Nguyễn Tuyết lại sao bao nhiêu á chị ơi? Nguyễn Tuyết chốt đơn kèm mã kèm size đầy đủ nha em, để bên em lên đơn nhé. Size 38 389 dép xanh 38 89 80k luôn nha em. Dép xanh gót lên cho em 5 phân nè. Dép white xanh, dép white xanh lên cho em 80k 38 39 nhé. Xanh đen trắng 37 với chị Mỹ Tiên. 1.4 xanh đen trắng 1.4. Máy điện thoại nhà bạn. Lên cho em mã xanh anh đen nè. Size 38, 1 đô đi hả em? Hết size. Mấy kia khắc khóa hả? Có size 38 với chị Trần Ngọc Linh. Size 38 nè, xanh anh đen Gucci size 38. 100 đô này anh đang bán là 290, 120 luôn. 120k size 38 cho em nhé. Hàng lẻ size em mới sale rẻ như vậy thôi. 120k size 38. Lên cho em mã xanh anh Gucci đen. Lấy gì vậy chị ơi? Sao nào mà ra đà trong nó còn mấy đô kìa. Góc đen xa 38 với chị Đặng Thị Mộng Tuyết. Ngọc ở trong đó mở hết mấy cái hàng trong bịch ra chị đi. Chị sợ nãy ngồi đây không bỏ bỏ ra ngoài này. Chị thấy hôm nay đâu có đâu. Đôi kia kìa, đôi màu vàng kìa chị cho. Con chưa có đơn đôi ngọc kìa, màu vàng. Nhi lấy chị đôi dép ngọc chỗ góc luôn. Đôi đen hết à? Đúng rồi. 40k Prada cho em. Size này Prada 40k cho em. Size này là size 35 nhé. Size 35 nè. Prada đen size 35. Trời ơi, đôi này xinh quá. Có size đi không lộn. 38. Ôi đôi này xinh quá. 140k cho em. Đôi này hàng Zara nè. 140k cho em dép ngọc Zara. Lên cho em mã này mã dép ngọc Zara nè, 140k. Rồi 2 đô 38, 1 đô 36 rồi. 2 38, 1 36. Rồi lên cho em mã dép ngọc nè, 38 và 36, 140k. Ô đô này xinh lắm luôn á. Đế nè. Gót rất là xinh luôn. Lên cho em mã dép ngọc chứ. 40k. Còn đô này là 140 nhá. Dép HM luôn, cho chị luôn. Sắp mời một hộp á. Ở đây màu luôn. Không phải, nãy chị kêu lấy đen trơn mà. Có đen trơn. Một mã HM. Chốt luôn trên like cho em. Full hộp nè. Túi giấy nè, có bill mà nó bị rớt ra bên ngoài rồi. HM đen trơn cho em nhé. Sale luôn trên live cho mấy chị với giá là 195k. 195k đen full cho em nhé. 195k. Mấy đứa ghi đề đâu? 195k full hộp như này luôn. Đó, hàng mà em đang bán lẻ ở shop là 390.000. Nhưng mà hôm nay trên live chị sale có 195 thôi. Đủ size cho em 35, 36, 37, 38, 39 cho em. Chốt trên live với giá là 195. Nhưng mà khi nào mấy bạn mà tới shop mua là em sẽ bán với giá là 390 lại nhé. Thấy không? Thấy không? Rồi lên cho em mã này là mã HM đen full. HM đen full cho em nha. 195k. Cho chị đôi HM đen 35 chị xoang xoang đoàn. Hàng bom còn nhiều lắm, em chưa khui xong nè. Không, đôi trắng để lại á. Đôi trắng không cần mà không cần ấy đâu. Đôi trắng này chị bắt trên phay cũng được. Đôi dép á, đôi dép á, bên cạnh em á. Bịch dép đó đúng rồi, mở ra chị. Em có sản chị ơi. Em có sản 35 với chị Vân Sương. Em gạch bớt bên kia đúng không? Không bị lỡ lụng. Cái đó còn 4 size, 37, 39 37, 38, 39. Mà sao 4 size? 35, 37, 38, 39 cho em nhé. 35, 37, 38, 39 cho em 70k nè. Màu vàng. 35, 37, 38, 39. Đồ này mang trắng da lắm luôn.
lên cho em mã tông vàng, lên cho em mã tông vàng 35, 37, 38, 39 có đúng không em? Hãy mở đen full 37 chị Mai Vy. Tuyết Trần dùng binh sĩ dùng Tuyết. Ok Tuyết nha. Hãy mở 38 với chị Tuyết Trần. Cho đồ HM em sale quá rẻ luôn rồi á. Sĩ mà đang chốt có giá ở trong nhóm sĩ là 330, 34 gì á. Hôm nay xanh kinh lai với giá là có 195 thôi. 37, 38, 2 đôi hả? À, tông kẹp đỏ nè, tông kẹp đỏ 37 với 38 còn 2 đôi thôi. 80k luôn cho em nhé, 80k. Lên cho em mã tông đỏ. Tông đỏ. Da bóng luôn này đẹp. Hết màu luôn rồi phải không? Còn 2 đôi. Bánh ú với em. Tông vàng 35 chị Hương Nguyễn. Nhớ vệ sinh kỹ trước khi đi hàng chị nha. Bánh ú nè, lên cho em mã này là mã bánh ú đen cho em nhé. Bánh ú đen size 36, 90k luôn cho em. Bánh ủ đen size 36 90k nè. Để đúc nha mấy chị nha. Chị Hân Nhã. Để đúc nè. Vàng 38, bốc vàng 38 em. Bánh ủ đen cho em size này là size 36 80k nhé. Vàng 39 chị Lê Huyền. Bánh ủ xanh size 35 90k luôn cho em. Lên cho em mã này là bánh ủ xanh nè. 35 39 hả? 35 39 nha. Đôi này còn 2 đôi nè, 35 và 39. Lên cho em mã bánh ú xanh nè, 35 và 39, 90k thôi. Quá rẻ luôn á. Cho chị đâu đó luôn đi. Xanh này ở ngoài là xanh lơ, xanh bơ rất là đẹp nha. Giúp màu nâu. Bánh nâu 36 của chị Su Cang Nguyễn. Trời ơi, còn sót lại một đôi này xinh quá à. Màu nâu không phải size em, size em để mang rồi. 120k. Dép nâu, hàng Việt Nam xuất khẩu cho em nhé. Dép nơ nâu cho em nè. Lên cho em mã này là mã dép nơ nâu size 39, 120k cho em nhé. Đồ này xinh này cơ. Không hợp gu. Dép nơ xanh cho em 100k. Nơ nâu là 120 nhé. Còn nơ xanh là 100. Dép nơ xanh cho em nè, 100k là ba máy quên rồi em. 39 chị Hồng Thủy. 35 với 37 nè. Lên cho em mã nơ xanh 35 với 37 nè. 100k. Ủa đôi này xinh không? Cho chị Mỹ Linh. Ừ, ở trong kia đi. Nơ xanh 37 với chị Trần Ngọc Linh. Ra đà. Ừ, đâu đó không được. Biết cô ra đà. Hai đôi hả? Sao gì đây? Big Prada. Trời ơi, đôi này xinh quá. 38 và 39. Hai đôi. 120k. Đôi này góc 7 phân đẹp quá không? Hết rồi gì? Không, chị thấy đôi này cũng đẹp thiệt mà. Nơ xanh 37 em hết mấy chị. Lên cho em mã Big đen đi. Big đen 7 phân 120k nè. Prada nè. Rất là xinh luôn. Lót ở trong nè. Êm lắm nha mấy chị nha. Mang không sợ bị đau chân đâu. 120k. Còn hai đôi. Nhân viên bảo là không còn size của bé chứ còn là bé lấy rồi. HM đen 38 chị Ngọc Hơn. 38 và 39. HM đen mọi người có chốt đi. Lên đơn kèm số điện thoại địa chỉ đầy đủ. Mỹ Hạnh em chốt là ví dụ như chốt phải kèm mã chứ em chốt mỗi số điện thoại với size không đâu biết chốt mã nào đâu. Ra đà 39 chị Nguyễn không? Trời ơi, một đôi duy nhất màu trắng nè, sale 150k. Một đôi duy nhất màu trắng sale 150k nha. Bít đen em còn 38 nha chị ơi. Sao này sao 7. Sao đẹp nè. Size 37 cho em nè, Prada trắng. Size 7 góc 7 phân cho em. Size 7 góc 7 phân, 150. Big đen 38 với chị Duy Hà. Bỏ đôi đó lại đi. Mấy chị mấy đôi phía sau á. Rồi Bitner đó, đúng Bitner đá. Bên trong, hai đôi bên trong. Đúng rồi. Không có hát màu sáng nha chị ơi. Prada trắng 37 với chị Mỹ Tiên. 37, 39 là đôi này à. Sale 120 luôn đi. 37, 39. Trời, đôi này đẹp quá mà sale có 120 à. Đôi trắng em hết nha chị ơi. Xinh quá. Gót cho em 7 phân nha. 120k. Lên cho em bít nơ đá. Lên cho em mã này là mã bít nơ đá cho em nè. 120k. Sale 7, 39. Đôi này xinh hả? Xịn lắm luôn á, mang em chân lắm. Một vòng bít màu xanh có cái hoa. Đúng rồi, còn một đôi hả?
size 36. Con này 36 vậy bạn mang được nè. 36 và 37 đều mang được nha. Trời ơi, màu xanh. Năm nay hot màu xanh quá mà. Nên toàn hàng dư toàn hàng màu xanh không nè. 36 1.5. Con này chắc chung 37 mang đi. 36 1.5 chung 37 mang cho em nhé. Lên cho em mã hoa xanh, bít hoa xanh 100k luôn. Bít hoa xanh 100k. Gót 5 phân. 37 với chị Hương Trần. Đá đen 39 cho chị Lý Hằng. Rồi hết luôn nha, hết đá đen nha. Chép màu nu. Đúng rồi. Một đôi. Hoa xanh 36 với chị Thủy Kim. Nơ nu 39 100k luôn cho em. Dép nơ nu 39 100k. Gót quai trong ở phía sau nè, gót trong. Gót trong 5 phân cho em, rất là dễ đi. Chất liệu da hạt là rất là đẹp nè. Chất liệu da hạt xinh lắm luôn. Dép nơ nô 100k 639 39. 100k 639 cho em nhé. Màu vàng, đôi này còn màu vàng 36. Đôi màu vàng xinh quá. Nè em còn đôi màu vàng nè. 36 cho em nhé. Lên cho em mã nơ vàng. Dép gót nơ vàng 36. 100k luôn nhé. Ủa đôi sụp lại chị Lê chị ta. Chị Mai Ly. 35. 35 hả? Rồi, 35 luôn. Đôi này còn 2 đôi 35 nè. 100k luôn cho em. Trời đôi này xịn lắm luôn. Gót nhẹ cho em 5 phân nè. Chất da nhám nè, da nứt nè. Lên cho em mã sục đen. Sục đen 5 phân, size 35 2 đôi. 2 đôi 35 nhé. 100k luôn cho em nhé, sục đen. Nữ vàng 36 với chị Lê Bích Phương. Em lên mã nào là hết mã đó, mấy chị đừng hỏi lại mấy mã cũ nha. Bánh nú đi, bánh nú vàng. Lên cho em mã bánh ú vàng nè, coi còn size trong không? 90k, size 67. Bánh ú vàng nè, 90k, size 367. Đế đúc nè, 39 luôn hả? 36, 37, 39 gian nhé, 3 đôi. 36, 37, 39 lên cho em mã bánh ú vàng. 36, 37, 39, 90k thôi. Sụt đen 35 với chị Thảo Hoàng. Đôi này xinh đúng không? Đôi này là mang, không biết khi nào mà hư luôn á. Chất liệu da thật nè. Bên dưới thì là đế đúc rồi. Qua trong, dép móc qua trong một đôi ạ. À. Bánh uống vàng 37 với chị Hương Trần. Em thấy chị Dương Dương mà chốt đơn là có đơn là biết đúng không? Bánh uống em còn 36, 39 chị ơi. Bánh uống vàng 36 chị nhảy. Trời, dép qua trong đen còn đúng một đôi nè. 39, 90k luôn cho em. Size 39, 90k luôn cho em nhé. Size 39 90k luôn cho em nè. Dép qua trong, lên cho em mã dép qua trong 5 phân. 39 90k. Sụp đen 35 với chị Hanna Hoài. Hả? Ủa đó vậy xin luôn chị bán thử vừa không? Không lấy thôi mà đâu là xin được mà. 90k. Không mang không? Chị để cắt mang. Qua trong 5 phân 3 chị. Mặc hồ để hợp không? Trang. Tiết nha, nhớ đứa nào mà cho bán dép của chị đi. Không á, bây giờ nãy chị sale 100.000 mà em mua rồi, chị để 190 á, giờ lấy không? Lên giá này nha, qua một tay lên giá này nha. Dép nâu dép gót nâu 35 39 cho em. Dép gót nâu 35 với 39. 120k. Đôi này đẹp nè, bản to nè, gót 5 phân, gót 5 phân rất là dễ đi nha. Dép gót nâu 35 với 39 100k thôi. 100k, dép gót nâu 35 39 100k. 39 đúng không? Dạ. Chị Dung Dương kêu xéo kia cho chị Dung Dương. Xéo gì? Đồ chị. À, không chị ơi. Chị ơi, size đó có nhỏ xíu, size 35 sao chị mang chưa? Nhân viên em đó à, nó chưa kịp chốt hay là lấy rồi nè. Sục ngọc nè. Đây nè tay em. Còn không? Coi còn không? Đây là màu trắng này, em có size gì vậy? 3738. 3738 100k luôn cho em. Trời ơi, sục này xinh không? Sục bệt một phân thôi nha mấy chị nha. 3738 cho em nè. Sục ngọc nè, lên cho em mã sục ngọc. Sục ngọc trắng đi, lên cho em mã sục ngọc trắng.
37, 38, 100k nha. Chơi chơi dụ. Chưa chắc là khách đã chốt nha. Chị dành trước á. 37, 38 đúng không em? Màu nu 37 chị Mỹ Tiên. Màu nu nè. 38 nữa nha chị ơi. 37 màu nu, có màu nu nè. 100k. 37 màu nu luôn cho em nhé. 100k. Nãy là hai đôi, nãy là màu trắng, đôi này màu nu. Đừng có một hồi con nâu chấm 2 size 35 chị Hanna Hoài. Sụt ngọc trắng 38 với chị Chi Lê Hờ Ra. Không cho chị cái gọng mà. Em báo sai đi, khỏi gọng đi, khỏi gọng đi, báo sai chị được. Chạy từ từ té vậy. Nghe đôi xanh đan hot nha em nè. 39 là mấy em? 39 hả? Rồi 70k luôn cho em nè. Xanh đan đế đúc 70k luôn cho em. Xanh đan đế đúc 70k. Còn nhớ được chốt đôi này không? Đã ha. Còn 139 thôi, 70k nha em nhé. Còn 139 nè. Sùng ngọc đua 37 cho chị Ngôn Tâm. Cái hát màu xanh 90 chị đấy. À, đâu, 70. Ôi đôi này lên line nó hơi bị chói màu nè. Mở ngoài là xanh lơ nhạt hơn nha mấy chị nhé. Ở ngoài xanh lơ nhạt, nó không bị chói màu vậy đâu. Ủa báo sai vậy đi em. Do lên line cái đôi này bị chói màu quá. Xanh đan 70 cho. Nó là kiểu xanh bơ á mọi người. Xanh bơ lơ nhẹ nhàng lắm. Dùng áp quá nó phản màu. Tí. Đọc lại. Đọc lại đâu đi. 38, 37 rồi. 5, 9. 35, 38, 37, 39. 35. 5, 7, 8, 9. Rồi đủ sai luôn. 35, 36, 37, 38, 39 cho em 90k luôn. Hát mờ xanh cho em 90k nè. Ờ mấy chị tin em, video này ở ngoài rất là xinh, màu xanh bơ nhạt thôi, nhưng mà trên line nó bị phản màu nè. Ở ngoài màu xanh bơ nhạt nhẹ nhàng lắm, không phải màu này đâu. Hát mờ xanh 37 chị Trần Ngọc Linh. 90k thôi, em sale rẻ lắm, 90k thôi. 90. 90, 90. Màu nu. Chị Ngọc Linh có đơn rồi nha chị ơi. Hát mờ xanh 38 chị Khánh Huyền. Hết 38. Còn 35, 36, 39. Đôi này, trời ơi, đôi này xinh lắm. Chị Quỳnh Như Như lấy size bao nhiêu chị ơi? Size 35, một đôi thôi, 1.2. 37 em hết à? Gót cho em này 6 phân á. Gót 6, 7 phân, 6 phân á. Trần Tuyết. Lên cho em gót quai đá. Gót quai đá cho đi, gót quai đá nu 1.2, size 35, 36 mang được nha. 35, 36 là mang được nha. Trần Tuyết có đơn rồi nha chị ơi. Trần Tuyết có đơn rồi em ơi. Đôi dép đá luôn. Còn mình mặt cười, nó có ra mặt cười không? Có luôn hả? À nhưng mà nó ra ký hiệu đúng không? Góc nu 35 cho chị Hương Uyên. Đó mấy chị thấy không? Công mình nó mà khác ký hiệu tí xíu là nó sẽ nhảy công mình của mấy chị là trước. Nhiều chị hỏi thắc mắc vì sao bên mấy chị là mấy chị chốt trước mà sao em lại đọc sau. Nhưng mà không phải đâu, cho mấy chủ của em cái bạn nào mà nhảy trước là nó hiện lên trước á. Hãy mình xanh 36 với chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Yara. Trời ơi này xinh. Ôi sai, ôi sai. 110k thôi. 208 xem 110 sao báo sai nè. 39. Gót nè, rất là đẹp luôn, thấy không? 39. Để đúc luôn nha. 37. Qua da nè. Khóa đá là không bao giờ bị rớt đâu. Không phải là dính, không phải dính keo nha mấy chị nha, đóng vào trong luôn á. 789 hiện tại đang có size là 789. Đúng không? 37, 38, 39 nha. Lên cho em mã nè. Dép da ra đá. Dép da ra đá cho em nè. 37, 38, 39 cho em nhé. Dặn hoài luôn á, dặn khách biết luôn á. Bảo đó, mấy chị đừng có qua lấy lúc em đang like. Xong like đi rồi ngày mai hãy ghé lấy sau. Bên núi nó có màu trắng hả em? Cho chị không? Dạ ra 37 cho chị Trần Ngọc Linh. Dạ ra 37 cho chị Phương Thảo. Dạ ra 39 cho chị Thùy Linh. Dạ ra 39 cho chị Hồng Thủy.
Còn 38. Với cho ra em còn 38 thôi nha. Nhiêu chị lấy? 100k. À, phải không Út? Còn 110 đúng rồi. Vậy còn hỏi lại nữa. Biết chị hay quên rồi. Bánh ú trắng nè. 95k cho em, 95 đi ghi. Nói hết đâu ghi luôn không quên. 95k cho em dép bánh ú trắng. Báo sai đi em. 5, 6, 7, 8. Đủ sai hả? 5, 6, 7, 8, 9 hả? Đủ sai luôn. 5, 6, 7, 8, 9 cho em. Bánh ú trắng cho em nè. 5, 6, 7, 8, 9, 95k cho em. Chị đang cầm sai. Chị đã 38 với chị chết phạm. Chị Đà thì Thu Huyền chưa có đơn nha chị ơi. Còn đủ rồi, chị Phượng Nguyễn. 5, 6, 7, 8, 9 lỡ rồi, lỡ báo rồi em tưởng còn lẻ sai mà còn đủ rồi, lỡ đọc cho khách em sale luôn nhé. Bánh ú trắng cho em 95k nè. Màu trắng thì khỏi phải nói rồi, màu trắng là màu quốc dân rồi. Dễ mặc đồ. 5, 6, 7, 8, 9 đủ sai luôn cho em nhé. Mấy chị cứ chốt đúng sai đi. Mã dép nào mà lên sai hoặc lùi sai như thế nào lại sẽ báo cho mấy chị nha. Bánh ú trắng 37 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Bánh ú trắng 35 cho chị Nguyễn Thị Thùy Giang. Đang ôn nè. Bà đó đà trắng với kia còn hai đôi chị luôn em. Bà nu trắng còn 36, 38, 39 nha chị ơi. Sai gì luôn. 36, 37, 35, 36. Đôi này nắp phong nó hơi nhỏ em sẽ báo là 35, 36 nha. Lùi sai nha, 36, 37 em sẽ báo là 35, 36. 35 và 36, 40k cho em. Bà đó đà trắng. Lên cho em mã bà đó đà trắng cho em nhé. 35 và 36 lùi sai chị nha con. 35 và 36 cho em, Prada trắng 40k cho em nhé. Cái đồ quấn quấn lại không không. Bánh nu trắng 38 với chị Nguyễn Tuyết. Chị một chiếc quấn là được rồi. Chị Thùy Giang có đơn rồi nha chị ơi. Cục dây nè mấy chị, đôi này đôi cục dây cao lên chỗ bắp chân nè. Size 39 mà. Một đôi size 39 xem 120 luôn. Một đôi size 39 gót 9 phân luôn cho em nhé. 120 lên cho em mã dép mã gót cục dây đi. Lên cho em mã này là mã gót cục dây cho em nhé. 120k sao 39. Bra đà trắng 36 chị Ngôn Tâm. À nãy không. Dây chuyền còn mấy dây nè. Để em sale luôn cho mấy chị. Chị Trần Tuyết. Dây chuyền này xinh quá. Đây, dây mảnh nhẹ nhàng quá chị nhìn hạt nè. Hạt đá nè. Rồi sale nhanh luôn trên like cho mấy chị là 85k cho em nhé. Dây chuyền nè 85k. Trời ơi, xinh lắm luôn. Còn sót lại thôi. Để em mang vào thử. Em ướm vào cho mấy chị xem thử nha. Dây mảnh nó dễ mang luôn. Không thấy rõ lắm nha. Nè, hạt mảnh nhẹ nhàng, rất là xinh. Đó, lên cho em mã dây chuyền nha, 85k cho em nha mấy chị nhé. Trời ơi. Trời, cái mặt dễ thương lắm luôn. Nhỏ nhỏ thôi, hình mảnh dễ mang hơn là một cái sợi dây to to á. Lên cho em mã dây chuyền 85k cho em nhé. Rồi lên cho chị thích mấy mã gốc đi. Một dây chuyền 85 cho chị Thanh Ngân. Gốc dây chuyền xinh lắm. Dây chuyền mà chị nào mà nhận luôn rồi, rất là xinh luôn. Ờ, à, đó đâu. Không. Mấy hàng bên trong đi. Đó, đôi đỏ sâu luôn. Đỏ nu luôn. Đúng rồi. Dây chuyền 85 cho chị Nguyễn Nhung. Chị Bích Thủy cho em số điện thoại nha chị ơi. Dây chuyền 85 cho chị Bích Thủy. Này bông da nè. À, những bạn nào mà nãy giờ có từ hai đơn trở lên. Nãy giờ những bạn nào mà có từ hai đơn trở lên, đôi này là size 36 nè. Nó bị bung da tí xíu nè mấy chị thấy không? Tặng luôn cho mấy chị nha, lên trên mã đỏ tặng. Và những bạn nào mà có đơn từ lúc nãy nha. Lên trên mã đỏ tặng size 36 nè, nó bị bung da rồi. Có rồi. Bị rách nè. Dạ em còn nha chị Minh Minh. Mã đỏ tặng 38 luôn cho em nhé. Mã đỏ tặng 38 luôn cho em nè. Đôi này nó không bị gì nè. Mã đỏ tặng 38 cho em. Tặng cho chị Trần Ngọc Linh. Rồi.
đô 38 nè. 2 đô hả chị? Ờ, 2 đô. 36 bất tạng. Ừ. Đây là đô này cũng tặng đây. Ừ. Lau tinh xanh. Của đô này hàng xịn đó tặng cho chị Lê Bích Phương. 100k luôn cho em hàng lau tinh xanh này. Đế đỏ nè, đế lót đỏ nè. Bá sai đi em. Trời đồ này. Màu đẹp không? Mặc của Hùng Vinh á. Y vài luôn. 38, 36, 37. 238 hả? 238, 36. Rồi 678 cho em nhé. Lên cho em mã gót xanh 9 phân nè. 678, 100k luôn cho em nhé. 678, 100k. Bít gót xanh 678, 100k cho em nhé. Đôi này đang bán lẻ là 390 á. Giờ sale nhanh còn 100k thôi. Đôi này mang một riêng là đẹp lắm. Chuyện chi vậy trời. Sợ nhiên đụng chúng máy like. Em đi vô qua kia có đôi dép bịch đó. Góc xanh 37 chị Hương Kim. Dép bên cạnh, bên cạnh. Nửa bên kia bên tay phải em luôn. Rồi đúng rồi, có mấy đôi dép gót nó mang hết đây vậy luôn. Bịch, bịch bên cạnh luôn. Không, bịch chứ tại sao em lại chưa cái bịch đó lại. Hai bịch đó đúng rồi. Chị đã nhìn ra rồi mà em còn chưa lại. Đổi. À hàng tặng em hết rồi. Cho chị bị kia luôn cái. Đôi này nhân kệ còn không? Mày còn đây thôi. Thôi để lại hai đôi này chị. Bóc chị bịch lên gặp em á. Kệ rồi. Khỏi mẹ đó đi, để chị qua mẹ. Góc xanh 38 cho chị Lê Huyền. Dép quai đã. Này em xem nhanh cho mấy chị luôn nè. Mang lên nó mới căng lên cái dây nha. Đó, hình dung cho mấy chị xem nè. 70k cho em. Lên cho em dép quai đã. Cái này phải mang vào chung mới thấy nó đẹp được. 70k, 39 38, 39 nè. 38, 39, 70k cho em. Dép quai đá cho em nè. Mấy chị nhìn kỹ cái chai đá của nó nè, rất là đẹp luôn. Đó, mang vào căn phòng lên chân nói xinh nha. Nhìn như thế này không thấy được mẫu đâu. 38, 39 nha. Ủa em 2 đô là sao gì? Chị Dung Dương lấy sao bao nhiêu á chị ơi? Đồ chị là như 39, 39 phải đúng không? 2, 39, 1, 38. Thôi chị bóc cái túi luôn. Túi nâu này em còn mấy cái nè. Dép qua đã 38 cho chị Dung Dương. Trời ơi, mã Gucci nâu. Rất là xinh luôn. Một trăm năm mươi k luôn cho em. Lên cho em mã túi Gucci nâu nè, màu nâu màu đẹp nè. 150k cho em nhé. Túi Gucci nâu. Coi còn mấy cái em. Gucci nâu size này là size 16. Size 16 với 7 vừa điện thoại mấy chị nhé. Vừa điện thoại với em, chị thử cái máy. Vừa điện thoại cho mấy chị nhé. Vừa điện thoại blush nhé. Đây, khóa Gucci nè. Dây xích màu vàng đồng rất đẹp luôn. Lên cho em mã túi Gucci nâu 150k nhé. Gucci nâu 150k. Đậm. Mà mới chốt được đôi dép. Ủa nãy giờ em nhớ em thấy chị có đơn rồi mà. Thùy Linh chưa chia sẻ, chưa có số điện thoại địa chỉ sao chị chốt được. 6, 7. Màu đen nè, màu đen còn sale 150 luôn nè. 7 nha. Túi nâu Thanh Trúc. Màu đen, lên cho em mã màu đen luôn nè. 100 sale 150 luôn. Chú chị Thùy Linh một túi nâu. Cho chị Thanh Trúc một túi nâu. Đen em cũng sale 150 luôn nha. Chú chị Ngọc Trâm một túi nâu. Lên cho em mẫu màu đen luôn, size này là vừa điện thoại với chị nhé. Size vừa điện thoại nè. 150k luôn. Cái này là hàng, cái này là gì đó nè. Chú chị gấu con, túi nâu. Chú chị Hà. Hả? Chị lên cái đen này, em chút đen đi. Trời ơi, màu này là màu
Thôi gọi là màu cam đi nha. Chị gấu có một túi nâu, màu cam nè. Chị Hà Phan một túi đen, cho chị Thu Thu một túi đen, cho chị Hồng Thủy một túi đen, cho chị Kim Huyền một túi đen. Đen con mà chút nữa vậy. Bóp đen nó bao nhiêu cả luôn em? Một cam luôn cho em nhé, một cam 150 luôn nè. Lấy cho em bảo một cam 150k luôn nè. Mã màu cam cho em. Một túi đen. 150 thôi. Ví vừa ra đà màu trắng cho chị luôn. Cái ví. Còn hai cái ví vừa ra đà. Ví. Rồi ok. Ủa cái này bị gãy mất cái khóa rồi. À đây nó có dây mang luôn nè. Ví này có dây mang nha mấy chị nha. Ví dài có dây mang nè. Xe nhanh cho mấy chị 100k luôn. Bên trong nè, vừa làm ví được mà vừa làm túi mang chéo được luôn nha. Và ra đà trắng nè. 100k. Vừa làm ví vừa làm tháo ra làm ví được mà mấy chị gắn vào là làm túi ra chéo được luôn nha. 100k ví trắng cho em nè. Bỏ dây vào cho. Chị lên lọc một túi cam. Cam bao nhiêu ơi? Chị Ngọc Trâm có đơn túi đen rồi nha chị ơi. Ngọc Trâm có đơn túi đen rồi. Ngôn Tâm có, Ngô Xì Nâu có đen dùng có. Hết nâu chị. Hết nâu rồi chuyển sang cam nha chị Ngôn Tâm ơi. Hết nâu rồi chị chuyển sang cam. Còn cái nữa chị. Vẫn còn. Dạ rồi ok chút. Rồi em chốt đơn chị Ngôn Tâm rồi nha. Còn nâu á, em sót khó. Gì nha, nhìn vậy ra không màu màu không trời. Không nhìn ra màu. Đó, nâu, nâu đó. Nâu. Em. Một ví bờ ra đà trắng cho chị Minh Hảo. Bao nhiêu tiền? Một nâu nè, bờ ra đà 100k. Nâu còn nè. Nâu má ơi. Nâu mà. Sao ra cam được thầy trời. Em mắc cái ba trắng còn dưới vậy. Ủa nãy giờ con bắt lộn nha. Bên kia hai hàng khác nhau được không? Hai xưởng. Thì đó. Thì vậy mới nói nãy giờ con bắt lộn không á. Em cho chị cái đôi hai đôi bệnh luôn đi, búp bê. Bữa ra đà trắng em hết nha chị ơi. Hết rồi, nãy giờ em bóc cái mã nào là hết mã đó. Chị Mỹ Đồng có đơn rồi nha chị ơi. Bệt 36, 90k luôn cho em. Lên cho em nè, bệt khóa đá 36, 90k cho em. Bệt khóa đá 36, 90k cho em, da bóng nha. Bệt khóa đá 36, 90k. Bệt Chanel so 7. Bệt Chanel so 7, 75k luôn. Con ơi, cái này 90, cái này 70 nha. Rồi sao 70k luôn cho em. Bệt Chanel nè, bệt Chanel đen sao 37, 70k. Cái này 37 nhìn to ta hay là 38 ta? Bệt 36 với chị Lê Bích Phương. Dây chân mấy bao nhiêu? 37 hả? Em mang thử ra. Bệt em còn vừa. Bệt em còn 37 thôi nha chị ơi. Bệt Chanel 70k cho em nhé. Bệt 37 với chị Yura Knun. Sụp. Dạ, chính xác. Bệt em hết rồi ạ. Sụp Yara 39 nè, 60k luôn, còn sót đôi thôi. Sụp Yara 39, 60k cho em nhé. Góc 3 phân. Nhỏ bắt bán hàng được sang lại. Sụp Yara size 39, 60k. Anh Hùng dưới bếp, chú anh Hùng có. Bao nhiêu đô em bán gì đó. Vậy kênh Hùng đưa ví ra vậy đi thổ luôn nha. Sụp Noguchi 80k sau 35 luôn. Trời đô này xinh. Góc 3 phân cho em nhé. Góc 3 phân lên cho em mã này, mã sụp Nu 80k sau 35. Bệt em hết rồi nha chị ơi. Túi còn mấy cái cho xong luôn thôi. Cho chị cái đen bên trong. Mấy mấy cái mà bị dư chị ra em tí nữa. Nhớ làm đơn cắt chị đó nha.
Phạt đứa nào phạt cho Nhi. Nó để chung chỗ nó lộn xộn. Bán mấy tháng rồi. Giờ mà không biết. Gucci đen cho em 50.000 luôn. Mấy cái một cái đó hả? Sùng nu 35 với chị số ca Nguyễn. Em coi chị được mấy cái. Còn một cái nè. Túi Gucci đen nè. Còn một cái nè. Lộ chân nha bỏ nha. 50k. Giờ biết sao không? Hàng lẻ một bột bột không à. Hả? Ừ chút ha. Cho em, không bút thì cho em. Đẹp không ạ? Túi Gucci đen 50 dạ, hương kem. Có một cái hả? 120k. Chất da sần rất đẹp nè. Xem 120k luôn cho em. Trời ơi, con này đẹp quá. Cái này lấy cái gì? Đẹp nè. 120k cho em. Lên cho em mã Chanel đen da sần 120k. Lỗ lắm luôn rồi đó. Gucci đen 50 em hết rồi nha. Ok. 120k cho em nhé. Ê, lúc còn tháo dây này mới thấy nó xinh nè. Xịn da hạt á. Chất da hạt, chất da hạt rất là đẹp nha. Chú chị Nguyễn Thảo một túi Chanel, chú chị Trần Nga một túi 120, chú chị Thanh Ngân một túi 120, chú chị Mai Quý một túi 120, chú chị Mỹ Tiên một túi 120, chú chị Hương Lê một túi 120. Bên này nè, tớ lấy đi trong. Đó, cần lẻ rồi đó. Chú chị Yến Mò Đờ một túi 120, chú chị Lưu Kim Lý một túi 120, chú chị Nhi Nhi một túi 120, chú chị Hoàng Nhi một túi 120. Thấy chưa, tính nó đâu chị chưa? Thấy nó lố lố rồi nha. Một cái này đủ. Chú chị Ánh Nga một túi 120. Rồi, hết túi 120 nha. Đó chị cái túi nâu luôn nha. Dưới chính xác. Năm mươi nghìn luôn cho em nè. Mấy chị dư, mấy đứa lúc làm đơn nhớ bấm hết chị nha. Gucci cam cho em 50k. Gucci cam 50k cho luôn cho em nè. Chị Yến mở đồ cho em số thợ nha chị ơi. 50k Gucci cam cho em nhé. Hai cái. Hai cái nha. Cho chị màu nu luôn. Túi 50 cho chị Dung Dương. Nu ghê nu của cái này nè. Chốt chị Thu Trang một túi 50. Rồi, 50 màu nu luôn em. Còn cả luôn, sale luôn. Cái này mấy chị tháo dài được nè nha. Bán hàng đi, may sân sale hoài. Màu nu luôn nha em, 50.000 nhé. Gucci nu 50k luôn. Mấy chị ra túi á, đúng là để chị bóc luôn. Hát mơ. Chú chị Trần Hiền một túi nâu 50. Chú chị My Ly một túi 50. Qua một túi, một em Hermes size mini. Hả? Cái này quá, có một cái chứ. Chị dơ lên những gì đâu có báo đâu, số lượng đâu. Lỡ chốt à. Hình như là em chốt cái cam đi rồi. Vậy thì em lấy cái cho chị Trần Hiền cái này nữa. Cái đơn hồi nãy nhân viên em chốt bị nhầm rồi á. Trần Hiền chị lấy đổi sang mã màu này được không? Còn được, còn sót lại cái này nè. Được thì ok thì báo nha. Đổi sang màu này nha. Còn sót lại một cái màu này 50 luôn nè. Trời ơi, một miếng tích da này xinh không? Như phát cười vậy. Ờ ok. Phải không? Đây, nói chung là vậy đi.
HM Mini, cái này là size 14, không mua điện thoại ra nha. Chị đựng được tiền với lại son thôi nha mấy chị nha. Đựng tiền son ví thôi. Chưa má, 150. Lấy cái màu nào? Để em màu hả? Để cho mẹ được không? Chưa gì vậy? Nghe thêm một túi 120 ạ. 150 lên cho em HM Mini 150k nè. Em có màu trắng, màu đen. Bỏ màu đi. Đây. Trắng nè. Của chị Thanh Ngân là túi đen 50. Nâu nè, đỏ nè. Đen hồng. Đen hồng. Nâu. Ờ hồng. Em màu nâu đúng không? Đi bán đi, màu riết màu đen. Đây còn. Con cắt cho nó màu nâu, ở trong còn màu nâu không? Bỏ cho nó chứ không hủy hết của nó hả? Đen nè, đỏ, hồng, trắng. Mày nâu cho em nhé. 150. Mini đó, à, túi này đang bán ở shop là 250 á. Nhiều á. Em đọc đi, đọc màu gì đi, chị bóc luôn nha. Em đọc màu đi. Chú chị Ngọc Trân một túi hơi mệt, HM. Hơi mệt cũng được. Một túi màu trắng 150. Màu trắng. Đó. Chú chị Phạm Thị Thu Hằng một túi đỏ. Rồi. Chú chị Đỗ Thảo một túi đen. Đen. Chú chị Huyền Trang một túi đen. Đen. Từ từ để coi đen không. Thì chân mấy mấy chú có đen nè chị ơi. Đen nè. Còn màu gì? Nâu. Chú chị Hà Phạm nâu một túi nâu 150. Nâu. Còn đủ màu không? Hồng. Hồng xinh lắm nè. Hồng xinh cực kỳ luôn, hồng dễ thương lắm. Nâu, à, em bảo màu này nè. Màu hồng nè. Đỏ. Nâu. Trắng đen nha. Trắng đen. Em đưa lại chị cái đen đi. Ghê không? Chụp một tay luôn. Đen. Là nó có một miếng tách già nè, dễ thương không? Tao bỏ qua chị đi. HM size 25 chị đi không sale rồi. Ờ, tùy giá em từ 200 mấy tới 400 mấy á. Cái từ 200 mấy tới 400 mấy. Ồ đen. Đen hết luôn chưa hay còn chị cái nữa. Còn mấy nào? Còn 3 cái hả? Cho em bịch này. Dành. Caro đi, lên cho em mã này, mã caro 60k. Còn 3 cái. Chú chị Thùy Linh một túi đen 100. Cái này là size 20 vừa điện thoại cho em nhé, size 20 vừa điện thoại nè. 60k. Caro đen cho em 60k nhé. Cái này với chị tháo dây ra đeo dài là được nè. Dài ngắn gì tùy với chị nha, kẹp nách hay đeo chéo đều được nhé. 60k caro đen 3 cái. Caro đen 60 cho chị Trần Hiền. Caro đen 60 cho chị Thanh Ngân. Caro đen 60 cho chị Trần Nga. Ủa em, cái túi kia mà còn sót lại cái hả? À. Mã này em còn một cái nè. 50k luôn cho em nhé. Lên cho em mã cam đi nè. Mã cam 50k. Caro đen em hết rồi nha chị ơi. Giống mất rồi nha. Nhưng mà lúc mà làm đơn á, kiểm tra chị giải chỉ được lại mấy cái màu nâu luôn đi trong. Cái này xinh nè. Chị Lan Anh cho em số điện thoại nha chị ơi. Cái nâu này xinh nè. Caro nâu. Xe dấu chị 90k nha. 90k nhé. Cam 50 cho chị Ngọc Lan. Cam 50 cho chị My Ly. Nè. Dây đeo chéo đeo dài được nè. Vừa có dây cặp nách nè, vừa có dây đeo kéo luôn nha mấy chị nha. 90k. Ủa, con này xinh vậy ta. Không bộ đồ chị mang không? Lên cho em mã caro nâu nhé. 90k luôn nha em. Caro nâu cho chị Mỹ Kiều. Giang nằm già luôn thì giang. Tìm số. Khách muốn em lên túi tép hay là lên giày dép nào? Caro nâu hết rồi phải không? Dạ. Hết caro nâu rồi mọi người ơi. Cái ví hả? Đúng. Em này. Vừa làm ví nè, vừa làm ví cầm tay được nè. Ở bên trong à. Xịn sò lắm luôn, dây đeo. Chị
chị ơi. Là cuối cùng là giờ chốt gì? Ví hả? Có dây gì đang mất hả? Carol đâu, em hết rồi nha chị ơi. Hết chưa? Ôi đây xinh quá. Cái màu nâu đi. Để không được em, không sao đâu. Một cái. Có, lấy một chút đi. Nè, cái này là vừa làm ví được nè, vừa làm túi đeo chéo được nha mấy chị nha. Bên ngăn bên trong nè. Trước chị với giấy hàng túi caro nâu 90 ạ. Khóa rất là xinh luôn. Túi mới á, nó vậy á. Đó, thấy mấy chị thấy ngăn không? Rất là xinh luôn. 150 luôn cho em. Ví đen 150k. Lên cho em mà ví CD đen nè, 150k chắc da rất là đẹp luôn. Đó, chị thấy không? 150k luôn cho em nhé. Vừa làm ví với chị tháo dây ra làm ví được nè. Còn không là mang đeo chéo được nha. Ví đen 150 cho chị Kim Hiền. Đeo chéo hay cặp nách gì đều được hết. CD 150 cho chị Lê Bích Phương. Chị hay mang như này. CD 150 chị sang sang đoàn. Hết nha chị Lê. Ba cái hết rồi. Đây. Hết rồi. Ba cái à. Chị cái nặng ở cái hả? Đúng rồi, cách Nhi cầm á. Một cái thôi. Cái này hơi chạy khó nhẹ nè. Sale lẻ luôn cho mấy nàng 280, sale cho mấy nàng là 90.000 luôn. Con này xinh quá à. 90k lên cho em mã. Không biết, không biết đọc hãng gì luôn. Còn túi chịu ít à. Không biết. Thôi lên cho em mã này, mã túi nu đi. Túi nu 90k nha em nè. Đấy còn không? Cái đen hết rồi. Màu nâu nè. Màu nâu với màu nâu 90k luôn. Nâu với nâu 90k luôn cho em nhé. Một hai màu là xinh nè. Hai, màu thứ hai đi. Chúc chị Lương Kim Lý túi nâu. Chúc chị Mẫn Nhi túi nâu. Hết nâu, còn hai nâu. Còn hai nâu nhé. Chị cái màu trắng. Màu nâu thôi nha chị ơi, màu nâu em hết rồi. Chị nguyên cái bịch luôn. Nè, có một con này là xinh lắm nè. Em móc chị Tinh Vũ túi nâu 90. Túi nâu cho chị Kim Ngân ạ. Nè, một em CK rất là xinh nè. Màu trắng nha các chị nha. Wow, đẹp quá. Logo CK nè. Rất là xinh luôn. Có dây kéo bên trong. Logo khắc đầy đủ móc khóa nha các chị nha. Đây nè, có ngăn kéo khóa nè. Vừa điện thoại nha. Xin ta 150k cho em. Khóa cũng đẹp nữa nè. Đó. Mấy chị nhìn đi. Lên cho em mã CK trắng. Logo khắc nổi cho em nhé. Logo khắc nổi cho em nè. Lên cho em mã này là mã CK trắng cho em nè. 150k thôi. Xem nhanh 150k. Em có nụ cười duyên lắm luôn nha. Chị Hương Nguyễn túi CK. Chúc chị sang sang đàn một túi CK. Nhìn mặt là thấy mặt ghê rồi mà. Một trăm rưỡi. Quên luôn. Còn màu trắng đẹp anh. CK trắng cho em có màu đen nữa. Còn á. Chúc chị Nhi Nhi một túi CK trắng. Các chị
Nguyễn ha, một túi sa cay trắng. Từ đã. Đâu có đâu. Màu đen cho chị đi. Hai cái chị. Nhiều lắm, chỗ đây. Tặng nha. Rồi. Chú chị Quách Quỳnh một túi xe ca trắng. Rồi. Chú chị Ngọc Ánh một túi. Rồi. Chú chị Thủy Trần một túi. Rồi. Chú chị Trần Hiền một túi. Rồi. Rồi. Rồi hả? Còn mấy cái thì báo là biết luôn. Còn ba cái thì thôi là hết nha con. Dạ. Màu đen này để móc luôn màu đen cho mấy chị xem nha. Chị Quách Quỳnh coi đơn rồi nha chị ơi. Để móc màu đen luôn cho mấy chị xem. Xin nè. Màu nâu đẹp lắm. Màu nâu bị xịn nha. Em một cái được rồi. Không, không chơi đổi nha. Không chơi đổi nha. Chú chị Thanh Thanh một túi sơ cây trắng. Rồi màu đen nè. Màu đen đẹp không? Ơi. Cho cái trắng kia. Ngồi đó à. Không. Tụi nó đẹp quá chị. Mới quá nó dính nè. Chú chị số đuôi 646 một túi sơ cây trắng. Lụm. Ủa. Không có tên cơ. Không có tên. Ờ, không biết tên được luôn. Sorry. Chị ơi, hình như nick nó nick tích ảo trong Windows được đúng không? Đúng rồi á, hình như nick clone không Windows được á. Chốt chị Trang Thu một túi sơn ca đen. Chốt chị Thu một túi sơn ca đen. Nhi nhi mất con nhi. Chị Trang Thu có đơn rồi nha chị ơi. Trời ơi, mọi người đang nhậu gì dưới. Mình ngồi like. Có đây rồi, đi khỏi qua. Trời, trời. Có ví mini luôn em yêu ơi. Rồi cái đen nè. Đen là xinh lắm luôn. Mọi người nhìn dây nè. Dây đẹp không? Được không? Ủa mấy anh chị nãy giờ vẫn còn ở dưới chứ đúng không? Im lặng kìa. Chắc anh Hùng bắt mấy đứa kia ngồi coi phim dưới nè. Chắc anh Hùng bắt mọi người chơi luôn. CK đen cho em mấy chị nha. CK đen nè. Nó còn mấy cái. Với nhân viên bên em gọi chị báo lại giùm em chị cho kia. Màu nâu đây mấy chị ơi. Màu nâu nè. Nãy nó chưa tính lấy mà vừa kêu thấy chị lên like lên nó kêu để em cái. Chú chị Diệu Thu một túi sơ ca đen. Chú chị Hoàng Thị Lộc một túi sơ ca đen. Xin hai cái chị. Em ơi đi 35 thì chị lấy luôn. Chị đổi cho em 35 nhé. Bên chị không hủy đơn đâu. Chị có 35 chị đổi. Em lấy Trần Hiền. Em nói là đơn Trần Hiền. Chú chị Thủy cho một túi xe cây trắng. Em in cái đơn Trần Hiền này chị nha. Chị đổ lại cho em 35 nhé. Màu nâu nè. Màu nâu là xinh lắm ơi. Ai hát karaoke hả? Phải hát karaoke không? Cây trắng luôn nhì. Rồi hát. Hết chưa? Hết trắng. Đây còn cả này. Thôi để kệ bán cái này em được. Cái mẫu chỗ này là mã gì mà nhiều nhiều vậy nè em. Chị Huyền Thuy cho em số điện thoại. Nhìn đi, phải nhìn cái viền đi. Đó mấy con đường mấy ngày nào cũng lau túi rồi vậy đấy. Rồi qua lại hàng khác nha. Qua lại dép nha. Qua lại dép đi nha. Đó, đồ búp bê màu nâu. Chính xác. Trời ơi, đồ này xinh luôn. 35 100k luôn cho em, 35 nè. Hàng Quảng Châu nha. Siêu êm luôn. Gót lên cho em 2 phần. Chú chịu Huy Nguyên một túi sa cà đen. Có. Lên cho em mã này, mã bệt nâu nè, size 35. Size 35 thử chân nè. Rồi, 35 mang được. Sao 35 nha. 100k luôn cho em. Bệt nâu sao 35. Có giá hẹp. Giá bóng. Đúng rồi. Còn một đôi lên nhanh 90k luôn cho em nè. Một đôi lên nhanh luôn cho mấy chị 90k nè. Đôi này lại bệt 35.
100k. Con này 36. Nè, sandal Gucci 36. Lên cho em mã này mà, sandal Gucci 36 nè, 90k. Bệt nô cho chị Thanh chút. Còn sót lại hả? Nhưng mà có ở ngoài không? Giang như chị cái bịch dép gót đá đi em. Chút kiểu đúng y chang của xe ca trắng. Trời ơi. Đây nãy giờ đi tìm cái điện thoại đủ nha. Đấy nữa về sao mà à, cái này mà kêu mà chưa chốt đâu mà đi lục nữa không ra cái điện thoại luôn á. Sao đang mua xì chốt chưa? 36, 38. Chị lên Mỹ cho em số thoại nha chị ơi. Dép bóc đá này xinh nè. Trời ơi, 36, 38, 100k luôn cho em. 36, 38, 100k. Bạn nào để mắt buông buông vậy? 36, 38, 100k luôn cho em nhé. Ui, gót đá nó xinh lắm. Ở ngoài là màu hồng nút nha. Nhẹ nhàng gót 7 phân cho em nè. Đó, xinh không? Hôm bữa chị nhớ chị lấy một đôi đúp màu nu cao mang. Mình còn nhớ không? Có, chị mang ở trường. Ờ, một lần thôi. Rồi không thấy luôn. Có đứa nào về về lau gót ra sách ra bán vậy? Hả? Thì Kim Mai một gút nâu 36 à? Hay là đôi dép quay xanh của chị bán luôn rồi. 36. Dép nào? Dép quay xanh giống chị với em lấy có không? Sục đen 36 38 100k luôn cho em. 36 38. Trời khóa là xinh không? Có thêm một viên đá ở trước nè. 36 38 cho em nhé. 100k. Bên đây còn đôi luôn hả? À? Nếu mà không 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 thì lấy mấy cái mã còn đôi rồi sau á. Ngoài cái đó đi, mấy cái sau đi, phía sau ấy. Đó Chanel màu nu ngay chân luôn, đúng rồi. Một đúng. Mấy mẫu luôn, mấy màu luôn. Một đôi à? 36 Chanel. Lâu này mới bị bong da rồi. Thôi lâu này để lại đi, mấy hàng này để lại. Do cái này em để phía trên tầng bị nắng quá. Mấy xanh đanh như quay mỏng nè. Để chị mới đu luôn xanh đanh quay mỏng. Chú kia chân gì một đen 38 à? Đúng vậy. Chị chụp chiếc chút đi. Quýnh lộn rồi hả? Nha yeah. Ủa em dồn luôn hả? Tụi em dồn luôn hả? Dồn đúng nha. Biết dồn chưa? Chị nghe ngày mai mà sao lại thì cho ngồi coi lại từ đầu đến cuối á. Ờ lúc đó là hết tự ái luôn á. 678 hả? 36 738 90k cho em. Xanh đanh quay mạnh 36 738 90k màu nu. Chưa á. Không biết nữa. Em bữa quán ba có thằng đó mà không đi được bữa đó. Nhưng mà chị hả? Nó mới nói hôm qua. Chắc hôm qua thấy ơi, ơi 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 mấy bạn. Mình đang chị thấy chút Sandan 36. Chút chị mì quế Sandan 37 à. Qua mới đi hả? Sandan còn 38 thôi nha chị ơi. Sáng đi đổi bài mới đi nha. Hồi xíu nó xong. Màu xanh 67. Chị đã thất vọng chần chề luôn. Em này. Màu xanh. Xanh ở ngoài đó nha, con xanh trên line nha. Size 36. 100k luôn cho em. Nè, xanh đang qua nhún nè, rất là êm luôn. 100k, ở ngoài màu xanh nhạt nha. Xanh lơ, xanh nhạt nha. Gót 5 phân cho em nhé. Chị nhẹ chút cho em size đi chị ơi. Size 36. Cái đôi xanh 5 trắng quay mạnh không em? Chị hết đi hết quay mạnh luôn. 36 mà. Lộn chiếc nè. Đúng không? Trời ơi, mình khỏi phải mở nhạc luôn, mình nghe ké cái ra rồi. Chốt chị Phan thì Thu Hằng gót xanh à?
Ôi đâu màu trắng đẹp này, da rắn nè. Mấy chị nhìn kỹ nè. Bắc Bình thử hả? Trời. Ừ. Đó đẹp á. Đó xinh mà không biết chị Sương mang được đôi đó không? Cho xuống thử đi. 36-37 cho em nhé. 120k. Da rắn rất là xinh luôn. Góc 5 phân màu trắng. Tính ra chân em đẹp mà. Chân em mang mấy gót nó xinh mà. Dép luôn, dép nơ luôn. Xanh anh trắng có 37 không? Có nhưng mà hình chị Sư đang thử. Từ từ chút. Chị Sư ơi có chốt không? Không hả? Rồi 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 chốt đi. Chốt chị Nguyễn Tuyết xanh anh trắng 37 à? Dép nơ nâu 37 ba mấy gì? 37-39 100k cho em nè. Góp sau quay trong 5 phân cho em. 37-39 dép nơ nâu 37-39 cho em 100k. Rồi tính ra đôi dép của mình đẹp nhất. Chị sao không bắt lại trao đâu. Sao đang trắng 36 với chị Hà Phan. 36 cho bao. Dép luôn anh Nhi. Dép khóa xích. Chút kia gấu con nơ nâu 37 à. Dép khóa xích cho em sau 39 nè. Một đôi 90k nha. Dép khóa xích. Một đôi 39 90k luôn cho em. Để đúc nha. Nghe nhạc view quá. Hết dép rồi, lai hết dép rồi. Bánh uống còn đôi. Chị Dương Nhung lấy sao bao nhiêu á chị ơi? Ăn no chưa? Cơ bản sao mà ở trong kia. Ủa rồi, hai người không nhậu à? Rồi, mấy ông nhậu, chị ngồi coi thành mấy nhỏ mà. Ăn chút chị Nguyễn Hà, khóa xích 39 à? Chị lấy 90. Nè, một đôi bánh ú màu hồng nu nè, em còn một đôi bánh ú màu hồng nu nè. 90k luôn cho em. Size 35. 90k size 35 màu hồng nu nhé. 55. Một vàng, một đôi trong kia với lại đôi chấm bi. Thôi kệ con ơi. Size 35 màu vàng. Một đôi duy nhất luôn 100k cho em, hàng Việt Nam xuất khẩu nè, 320 nè. 100k à, 100k đúng không? 100k cho em size 35. Size 35 màu vàng nhé. Đôi đó em lắm anh. Cái gì đưa đi xem. Tự nhiên nó có cái nơ đẹp chứ mở nơ. Được. Được nhưng mà tự nhiên mở nơ chứ có cái nơ đẹp mà. Mở ra mắt xong mất đôi dép ạ. Tự nhiên có cái đôi nơ đang đẹp kia đang mở nơ trời. Dạ có chứ chị Ngọc Ánh ơi. Đi đâu? Đi tiệc cũng được mà. Đi quẩy. Cả đời cũng phải đi quẩy và đi quẩy. 39.b cho em 80.000. 39.b cho em 80k luôn cho em nhé. Góc gỗ nè, 5 phân thôi. Rất là dễ đi. Máy nào mở vậy? Máy dịch xương mở hả? Nhỏ lại nhỏ lo cho em ấy. Nó dụ lại em đây. Chấm B 80k cho em nhé. Size gì quên rồi. 38 luộc cái tem giá dưới luôn trong nó bị mờ rồi. Mai làm đơn mà thấy mấy cái đó luộc cái gì nhá. Đồ dứa. Ok. Vừa là được, đừng nhìn sai chị. Bên nó còn rộng nhẹ. Chị ơi. Chấm bi mà. Bi 38. Có nhưng mà tại bị mẫu đó chị không sale á. Cái gì? Chấm bi 38. 39 nè. 39 90k luôn cho em nè, hàng Quảng Châu nè. Da thật nha mấy chị nha, cái này da thật mà. Có con là không bế đi được á, nhưng mà đôi đẹp á. Chấm bi em 39 đó chị ơi. Dứa xanh cho em nha. Dứa xanh cho em size 39. 90k luôn cho em. Da ở quán nhập Nhi, xanh đang lạnh mạnh á. Xinh lớn thôi. Xanh đen 39, 90k luôn cho em. Trời ơi xinh. Mạnh mấy chị nào mà thích xanh đen nhẹ nhàng basic nè. Màu nu qua máy luôn em. Rồi đưa chị một chiếc nu. Hai màu nè. Đen nu 39 nha mấy chị nha. Đen và nu 39 luôn nè. Sao nó cứ phản phản cái chán bóng bóng.
Ô, nhảy lên đây không nghe được gì hết. Với nhau giỡn nè. Ủa, chứ lúc đó anh không ngồi dưới hả? Anh đâu? Anh mới đi ăn về. Ủa, ý là vừa mới đi về hả? Ờ, nó đi ăn muốn đậu muốn tôm mà. Sung sướng vậy trời. Có người còn đang tìm vào. tìm vào lỗ nè. Thôi nha chị, nha chị ảnh học ơi. Đâu, con thích mẹ đây em cái gì. Ít bánh ổ nô em chốt rồi nha chị ơi. Có chốt rồi. Thôi, chưa có đơn à? 38 hả mấy? Trời đôi này là giấy da hạt, rất là đẹp luôn. 100k, size bao nhiêu quân rồi? 39, 38 38 và 39 nha, 38 và 39 đôi này, 100k cho em. Lên cho em mã này là mã dép nu hạt đi. Dép nu hạt, đây mấy chị nhìn chất da là rất là đẹp luôn. Góp nhẹ lên một phần cho em nhé. 38, 39, 100k cho em. Đôi bạc. Đôi này xanh anh bạc cho em nhé. Xanh anh bạc size 39. Thấy chị nha chị Huyền Trang ơi. Xanh anh bạc 39 cho em 120k. Trời ơi đôi này bán 390 nè. Xe 120 thôi, còn đúng một đôi thôi. Bạc 39, 120. Cho tiếp mã. Ừ, xanh anh chế được. Góc bạc 39 cho chị Nhàn lên chị Thanh. Ba tám mươi chín. Chị Nhàn lên chị Thanh, chị lấy dép hay là lấy gót? 38 và 39 này, xanh đan quay mảnh 5 phân nè. Xanh đan 2 quay mảnh nè. 38 và 39, 100k luôn cho em nhé. 100k, 38, 39. Mấy chị nó thích nhẹ nhàng, hay mang mấy đôi này. Chú chị dép hồng 39 nha. Ủa, cái phía sau đó là nãy giờ chốt dư lại hả? Bỏ sao bỏ qua lại đây? Cái này không mấy lại là bỏ quay ngược lại đây chị. Dạ đồ cho chị ơi. Từ đúng không? Xanh anh đen rồi Nhi. Đen trơn. Chưa like. 35, 39. Đồ này xin sale nhanh 120 thôi. 35 và 39, 120k thôi. Ôi đồ này ở shop em bán biết bao nhiêu đô luôn á. Bữa nay hot cái đế bánh mì này lắm nè. 35 và 39, 120 nha. Lên cho em xanh anh đen. Xanh anh đen bánh mì. Xanh anh đen bánh mì 35, 39, 120k. Mấy chị nào mà có đơn ngày hôm nay, ngày mai, sáng mai dồn đơn like giúp em nha. Sáng mai em like lại một like nữa. Dồn đơn like là bắt đầu đi luôn một lượt nha mấy chị nhé. Xanh đan 35 chị nói thiệt chim ảnh. Sao? Tính nghỉ hay gì? Ôi chị cái collagen nè. Collagen còn mấy hộp. Xanh đan 35 em hết nha chị ơi. Còn 39 thôi à. Chán ghê còn bị bom cả collagen nữa chứ. May đóng kỹ không bạn chuyển về cái này hư hết. Chị sẽ giữ lại này cho em. Xanh đan bánh mì 39 cho chị lên đăng. Hàng sử dụng tới tháng 11/2023 lận nha mấy chị nhé. Nên yên tâm không phải là hàng cận đát đâu. Mốt nhau đi hả? Collagen yến nè. Em còn lại 12 hộp. Xe cho mấy chị 180.000 một hộp nha. Mua lẻ thì mấy chị lấy cho em là mua lẻ một hộp là 200.000. Nhưng mà lấy liệu trình 3 hộp là 180.000 một hộp nhé. 180.000 một hộp đó mấy chị uống với trẻ cho em là uống theo liệu trình nó mới có tác dụng. Còn uống một hộp lẻ thì mấy chị có thể uống thử thôi. Nó ngọt giống nước trái cây thôi. Rất là dễ uống nha. Collagen yến 180k một hộp cho em, một hộp như vậy là 8 chai. Mấy chị dùng một liệu trình ngân cho em 1 đến 2 tháng uống lại nha. Không, nó bị.
điều chỉnh hả chị ơi? Đi. Chốt cho em là chốt cho em kênh liệu trình nha, còn mua lẻ một hộp là 200.000, còn liệu trình là 180k một hộp nhé. Liệu trình là 3 hộp á. Bữa nay nãy chị nhớ chị vô rồi mà. Còn sót lại hộp 37. 37 nè, còn sót lại một đôi 37 100k luôn cho em nhé, hàng Quảng Châu. Mang này anh, đôi này đẹp. Đẹp lắm luôn á. Ý là đôi đó hàng Quảng Châu tới 300 mấy. Đó, mang cái bộ đó xinh á. Nãy giờ không thấy à? Chú chị bé bé giang một liệu trình collagen à? Tôi đây cũng hàng Quảng Châu nè. Trời ơi dẻo lắm luôn. 120 luôn nè. Sai gì á? Đó 37. Đó 37. Không, đôi đó 37, đôi này 38. Đôi đó đưa 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 chị anh thử đôi đó được á. 36 mua đó. Được, 1.5 thử xem. Thử rồi, nhìn cái mông mông vô. Về. Thì lại collagen thì nói lại collagen. Ý là khách báo collagen hả? Collagen mua lẻ một hộp là 200.000 một hộp, còn mấy chị lấy theo liệu trình là 3 hộp của em là 180.000 một hộp nha. Em bán theo liệu trình nha mấy chị nhé. Em sale theo liệu trình nhé. Rồi xong. Rồi xong. Con này dẻo chai nữa không có 36 và 38 nha em. Đôi này là 36 và 8 là 140 cho em nhé. 140 bề Quảng Châu nè, 390 xem 140 nhé. 36 và 39 nhầm, 36 và 8 nha, 140. Em la thêm tầm 2-3 mẫu nữa em xuống like rồi sáng mai dồn like nha mấy chị nha. Sáng mai dồn like tiếp nha. Em xuống like cho nhân viên nghỉ đã. Hay là mưa đứa muốn like đêm. Sao cũng được. Sao 35 màu xanh nè. Đồ này đẹp quá. Cũng hàng Quảng Châu nè. Size 35 140 luôn cho em nhé. Còn một đôi duy nhất thôi. Hàng 390 xem 140 nè. Đồ này ông ánh ánh luôn á. Xinh. Pha màu đẹp hơn. 34, 38 chị bệnh. Mã màu xanh 35 cho em nhé. 140k. 36. Cho chị đôi dép Dior. Màu gì là còn nhiều nhất cơ. Coi chị màu gì giúp một màu đi. Đó chị màu nâu luôn. Hai đứa định đánh nhau hay gì? Đánh nhau hả? Nha. Yeah. Nói thì tự ái mà ngày mai mà sai đi. Tao coi like lại từ sáng tối luôn á. Một mã đây nè, sale cuối like nha. Một mã thôi là em dừng like nha mấy chị nha. Chú chị vũ trang xanh. Tờ xanh 35. Trời ơi, xịn quá. Một mã cuối cùng trên like nha. 150.000 cho em. Mã màu nâu full box 400 mấy còn xe 150. Cuối cùng một mã cuối cùng lên cho em nè. Có sai chị có đủ sai không? 56789 cho em. 56789 cho em. Chốt trên like thôi cho em nhé. Một mã màu nâu thôi. Một mã duy nhất thôi nha. 150.000. Một mã cuối cùng này giờ mấy chị chốt đơn nè. Rồi em xuống like để sáng mai dùng đơn tiếp nha. Sáng mai em like lại một like nữa dùng đơn nha. Chú Lan Thanh 1 Dior 37. Thật sự chú rất là xịn luôn. Chú Kiệt Khánh Thiên 1 Dior 38. Bạn nào đang có trong like hôm nay, ngày mai em không like lại mẫu mã này đâu. Em chỉ like một mã vào cuối like chia ăn cho mọi người thôi. Chú Kiệt Thúy Diễm nâu 36. Chú Kiệt Ánh Hồng Lê Thị nâu 39. Chú Kiệt Thi Phạm nâu 35. Em thấy thù tâm không? Chú Kiệt Hương Nguyên nâu 36 ạ. Chú con kiến này. Chị Khánh Huyền có đơn rồi nha chị ơi. Chú Kim Phạm Thị Thu Hằng nâu 37. Chú Kim Thu Tâm nâu 36. Chú Kim Minh Anh nâu 36. Đó, em chốt mã cuối cùng thôi. Chú Kim Trần Tuyết nâu 35 ạ. Chú Kim Quách Quỳnh nâu 37. Gần hết rồi chị Hà Phạm nâu 35. Em hết 35 nha chị ơi. Hết 35 rồi nha mấy chị nha, dừng chốt 35 nha. Chúc chị Thanh Hằng nâu 39.
chú chị Trần Ngọc Ngọc nâu 37. Tại vì cái thằng thằng cái máy chính của chị nó lại không nhảy, không không nhảy trên đấy. Chú chị Minh Anh đâu 36. Một mã cuối. Chú chị Hải Huyền đâu 38 ạ. Chị Hương Nguyên có đơn rồi nha chị ơi. Giờ em lại đói bụng lại nè. Chú em, chị Mi ra em muốn xuống lại sớm chị Hương. Chị Thu Tâm có đơn rồi. Hồi nãy em ăn rồi bị lỗ. Do 37. Nấu em không nói được em phải vô. Em hết 35, 36, 37, còn 38, 39 ạ. Ờ, em mới ra live được luôn á. Thế là em bị trao ngược dạ dày á. Ăn no mà ăn bị lố là bị kiểu chèn ngực. Chú chị Lâm Mỹ nha, em bị O38. Nấu cho ăn hạnh phúc quá sao dữ vậy. Đâu, mấy bữa giờ hay qua ngoài. Chú chị Mỹ Duyên đi O38. Từ hôm bệnh. Chú chị Diệp Thi đi O. Ê, coi chừng ở trong lượng 7 của em. Xong like rồi, gần xong rồi. Chú chị Thu Hà Phan đi O 37, 38 ạ. Đem vô, đem vô trong canteen. Từ từ, đang like. Rồi, xong nha, bây giờ em xuống like nè. Mấy chị, những chị nào mà dồn đơn mà vào ngày mai, sáng mai em sẽ báo giờ like nha. Dồn đơn vào ngày mai, nữa nay xong buổi like ngày mai là bắt đầu em dồn đơn đi đơn, đóng đơn vào buổi chiều cho mấy chị luôn nha. Tại sao lại cho anh Hùng? Chú chị lại anh Hùng à? Anh Hùng thích gói. Cái để cho anh hả? Đẹp quá. Rồi xuống like nha mấy chị nha. Ủa đẹp mà. Không đế cao lễ sai lắm. Còn vài hàng. Rồi bye bye mọi người nha. Chúc khách của em ngủ ngon nha. Mai dùng đơn tiếp.